Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Friend TV. Hôm nay Friend TV không có đi lượm rác, ngồi bãi biển, cũng không có đi tìm đồ đánh rơi của khách du lịch. Và hôm nay Friend TV đang đứng tại bãi đá cũng như là bãi tắm của phía sau lưng khách sạn Cát Vàng các bạn nhé. Khách sạn Golden Sand. Đây, một bãi đá rất là đẹp như này. Mình nước ở đây rất là nông, có thể tắm được nha các bạn. Thì mình nghe nói là ở đây có rất nhiều là cua đá cũng như là ốc hương các kiểu. Thì hôm nay Friend TV sẽ đi đem mặt nạ xuống đây để lặn tìm thử có cua hay có ốc gì không. Đây, đây hướng này là các bạn đang thấy là khách sạn Cát Vàng. Khách sạn này đã đóng cửa khoảng 6 đến 7 năm nay rồi, hoặc hơn rồi. Thì có một điều bí ẩn ở trong khách sạn này á, thì tích đằng xa kia các bạn thấy không? Đấy, tích đằng xa kia là có một cái cây bàng đó rất là linh. Thì người ta có một mảnh đất rộng như thế này, người ta muốn xây thêm phòng cũng không thể được, tại vì cây bàng đó rất là linh, không thể chặt được. Khách sạn này, chủ khách sạn này đã bỏ ra khoảng 35 triệu để thuê người chặt cái cây bàng đó các bạn, nhưng mà vẫn không được, không ai dám chặt luôn. Nói chung là một vấn đề tâm linh thì mình cũng không có muốn nói gì thêm. Cứ quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, anh em mình sẽ tiến hành ngay bây giờ xuống lặn bắt ốc và bắt cua nha các bạn. Đi thôi. Anh em mình vừa thay đồ xong thì có chuẩn bị thêm một số cái đồ nghề, chỉ là đơn giản thôi. Anh em mình không có đem bình, thì anh em mình lặn ở xung quanh cái bãi đá này thôi. Thì hiện tại là nước đang rất là lớn các bạn. Ốc ấy, đây này, cho các bạn xem này. Ốc nó bò lên trên tảng đá luôn các bạn. Đây này, cái ốc này. Có rất nhiều loại ốc, cái này không phải ốc hương. Ốc tên gì thì mình cũng không có biết rõ. Bạn nào biết thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận nha các bạn. Đây, ốc này. Cái này mình bắt về rồi mình luộc mình nấu rất là ngon các bạn. Ốc này ốc biển đấy. Còn ở những bãi đá như thế này thì đồng thời có thêm bầu ngư nữa các bạn. Để mình tìm một con bầu ngư cho các bạn xem nhé. Đây này các bạn. Đây này. Đây có một con bầu ngư này các bạn. Mình dùng dao này mình nại lên. Đây, đây là bầu ngư. Bầu ngư có rất nhiều loại. Đây là bầu ngư đen. Nó vẫn còn nhỏ đây. Tí anh em mình sẽ tìm những con lớn hơn rồi về. Cái này có thể ăn sống nha các bạn. Cái này mà có mù tạt hoặc chanh á, mình vắt lên trên á, thì mình có thể ăn sống cái con này luôn, rất là ngon. Con này hơi nhỏ thì mình thả nó lại. Ok, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành đi bắt ốc nè các bạn ơi. Ơi. Cái này. Cái đó hả? Cái đó này. Không bắt được cái chứ. Còn rồi sao có hầu nhiều nữa nha. Rồi sao ốc to không á? Nè, quá tan cãi đói luôn nè. Mà đang nạ đó lại là vấn đề. Bỏ đi. Xe đó nhỏ thử. Không được. Nặng lắm, thử rồi. Hello.
đáng kể nè. Đó hả? Không thấy hả? Đây, đây, đây. Cua chứ không, dòm chành cũng chết luôn. Hả? Cua, dòm chành. Cua chứ không, dòm chành cũng chết luôn. Đấy là bỏ giòn. Nhìn lọ lắm. Lần đầu tiên thái mà. Không? Quên. Bỏ bộ bạn quá rồi. Chúng không rồi? Hả? Chúng không? Ta không. Thế là ta kêu bi rồi, ta cú xuống đi ra rồi bác. Ta quay mãi theo rồi. Đếm... Bởi giờ còn lên một người mà giòn kiểu gì đó, giòn như mà màu giòn nữa. Mình thấy con màu giống như màu giòn vậy. Chưa. Trời mấy gì đó mày. Con màu giòn hả? Lần đầu tiên thấy luôn của mình. Đi tôi rồi. Tôi lẹ quá rồi. Chỗ mô. Thì mình thấy ở đâu? Thấy ở đâu? Thì chỗ này đây. Tao kêu mày liền đây mà tao cúi xuống đi ra mà thấy đi ra mất tiêu. Cười. Kiếm được cái nội. Lần đầu tiên nó thấy luôn à. Giòn. Đồ đó ra đồ cam không thái chứ luôn ý ơi. Giòn như đi. Đổ cái mặt sáng mỏi. Sáng đập vô. Đổ cái mặt mỏi nó đi. Mà chụp chạy vô mình lấy bình đi. Chứ sáng đập vô tao nổ đây này sáng đập vô thái chứ hết. Lấy bình nè. Cái gì không sao, kiểu như đứa trên tàu tàu lên sát đầu đục câm luôn đây. Rồi đi chợ đi xích. Mày đây canh chừng đây. Dễ lắm. Giờ ta kiếm quan thử. Có đục câm luôn không? Thôi, cho nó đi ơi. Chạy nhanh đi.
bên đây thiếu một bệnh khó quá đi ấy, thiếu một bệnh đi, ta cầm theo cái đèn đó nè, thay rồi cái là đứt mặt cái đùi bên nổi mà không chìm không được, đùi tao quay không được, tao bác bây giờ tao bác không được luôn. Nó to không? Tao thấy cũng nói chung to đó, nhưng mà mới lại xuống cái cua kia. Đi. Mới lại xuống cái cua kia. Lần đầu tiên thái lộn cua không chỉ nhiều lắm đấy nha. Nằm đâu? Là cái quả nước độc là quay không thấy chưa? Đàm thấy rõ thế. Đàm thấy rõ. Con khác coi như này. Khác coi như này. Cũng còn đi từ từ chứ không phải chạy. Con được. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy thấy không phải giòn, tao nghĩ là tao thấy giòn giòn khai luôn, giòn như con cua nên tao bán được bóng đóng tiền luôn đó hay chở một thì lại xuống xuống rồi tao đừng bị vậy cái nó đập nó đầu. Mà xuống rồi xưa ta lộn cái đai rồi linh ghê lắm, còn cái đai này vô chứ đụng mà không biết dắt đi đâu đó mà dẫn đâu rồi con cua nó là dòm gỡ dòm kịp lại chưa có biết đoạn hay là cua thiệt hay là đen không biết thì thấy mà dòn dòn khe đó chứ cái hồi thấy nó le bạch tọn đen lên nổi đi bạch tọn như con cua nhưng mà dòn khe luôn nãy làm cái này hả mày bán đúng không ừ đừng có bán mày bán thằng bán đi cái đụng có chừng nó may mấy cái người đưa đi đó không có tiền thì giả luôn không bật bớt đi mặc ra đi ngồi đây ngồi đây thấy không sợ luôn á, thấy không sợ luôn á, thấy chỉ bò đi từ từ thôi đó bị mù mắt rồi.
phát hiện nó đi đây nấu canh này. Xuống 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 đi, xuống đi. Đấy, đấy, mình chơi rồi. Cái này là cái hồ này mình già luôn chứ phải giỡn không nè. À, trên đường này mình vào là có phát hiện một con cá đuối các bạn. Bây giờ mình khẩn trương mình vào mình lấy máy quay ra. Nè, cám mà hắn chạ là phải chụp liền ngay. Đứng đứng đứng, cầm sót vô, cầm sót vô, cầm sót xuống xuống phía dưới. Dục cái cây ở đây cầm sót phía dưới này để khủa gã. Đây các bạn có thấy cái đuôi nó không? Cái đuôi này các bạn. Cái đuôi là cái thanh này này. Còn cái chỗ mà đất đen đó là bạn. Đó. Cái chỗ đen là nó mới lụi xuống đấy các bạn. Cầm sót xuống dưới này nè. Cái đuôi có độc không? Không, là quay mẹ ra luôn. Quay cho kỹ nha. Ờ, đụng mà cô vẫn có cái đuôi á. Đuôi độc không? Không. Kiện, kiện, bơ ra luôn kìa. Cả luôn kìa. Thì? Đâm rồi hả? Ờ. Bơ mẹ rồi. Cán ra luôn kìa. Không lỏng luôn mày. Thì? Không lỏng. Nè, vô tay nè. Đù mẹ có con vô nó là ngâu rồi. Vô múc cái đầu nhậu. Tức là thanh niên này đã xúc đặc. Mày uống chứ. Không lủng luôn à? Không lủng. Giò cái đuối quay mắt chứ giò cái đuối đến giờ à. Đù mày to giỏ mòn. To chứ đàn. Tao thấy bơi ra đi luôn mà. Câu nó cũng phải 2 kg. Uống chứ. Thằng mà nè, múc nhọn đi mà không lủng nè. Quanh mắt là cái giò cái đuối cứng. Hồi nó mà mình mắc vô là thôi mình lấy múc cái đầu này cắm xong nè. Vâng, như các bạn đã thấy thì trong quá trình lặn tìm ốc với lại bắt cua thì nên mình có phát hiện ra cái con cua màu vàng đó. Và đồng thời là trong cái hốc, cái hang đó là có những cái viên óng ánh có màu vàng. Thì theo suy đoán ban đầu thì anh em nghĩ đó là vàng nhưng mà không biết, vẫn chưa chắc chắn lắm. Lúc đầu thì bờ quyết định là sẽ bắt cua với lại đem cái số đó về nhà để kiểm tra và bán để lấy tiền. Nhưng thực sự là mình không cho, mình quyết liệt không cho bờ đem về, không cho bờ bắt cái con cua đó luôn. Tại vì lúc trước mình có làm trong đó rồi thì nó có một cái cây bàn như mình đã giới thiệu với các bạn ban đầu, thì cây bàn nó rất là linh.
có những điều mà người ngoài không thể biết được. Mình đã làm trong đó rồi thì mình có nghe qua, mình đã trông thấy rồi. Thật sự là nếu mà cua bình thường thì mình bắt, chứ mà những cái lạ như thế thế thì mình không có dám bắt. Nói chung đó là vấn đề tâm linh, thì có bạn nào biết thì có thể cho mình để lại phần ở dưới phần bình luận câu trả lời cho anh em mình để rõ hơn. Còn tùy thuộc vào suy nghĩ với lại cái quan điểm của mỗi người nên mình không có đề cập tới phần đó nữa. Bây giờ là mình sẽ đi các bạn xem thành quả ngày hôm nay anh em mình bắt được đây. Sáng giờ thì anh em mình có đem bình, sau khi bắt con cua thì anh em mình đem bình ra, với lại lúc sáng đeo mặt nạ thì có bắt được rất là nhiều vẹm đúng không ạ? Đây này, đây là vẹm xanh biển nha, lấy nét không? Có nét không? Vẹm xanh biển này. Đây, rất là nhiều, anh em mình bắt được rất là nhiều, nó bám trên các thành đá thì anh em mình sẽ dùng bộ tay rồi mình đem ra. Bên cạnh đó thì cũng bắt được rất là nhiều ốc hương. Đây, ốc hương. Ốc hương, ốc nhiều loại. To lắm các bạn, đây. Ốc hương. Các kiểu. Đây các bạn. Đây, cái số này là mình tí mình sẽ lục. Đây có loại ốc gì mà mình không biết tên này. Đấy. Với lại ấy, anh em mình có bắt được ớt. Đây, cua đá nha các bạn. Các bạn đã từng bao giờ thấy cua đá chưa? Lúc sớm là tại vì mình lặn xuống sâu, với lại cái GoPro của mình nó hết pin nên không thể quay cận cảnh cho mọi người được. Anh em mình có bắt được rất là nhiều cua. Đây là cua đá chính gốc luôn nha mọi người. Rất là đẹp, có màu tím tím. Vẫn còn sống luôn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Thì nếu bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh. Rồi cho mình thêm những nhận xét về cái vấn đề mà mình có hỏi các bạn lúc nãy. Đó. Xin chào và cảm ơn mọi người. Đây là thành quả của anh em mình. Không biết luôn à.